Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngành xuất bản phát triển trở lại khá mạnh, giúp ích nhiều cho sự phát triển văn hóa đọc. Thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống thư viện, trong đó có các thư viện tư nhân, tủ sách cộng đồng. Ở Đồng Nai, tại nhiều địa phương, những mô hình này cũng dần được hình thành, đáp ứng nhu cầu đọc sách và sinh hoạt văn hóa cho người dân. Nhất là nơi vùng sâu, vùng xa và các vùng nông thôn, những vùng còn rất thiếu những hoạt động văn hóa tinh thần thiết yếu. Trong thời đại số, sách không phải là kênh thu hút độc giả nếu so với các phương tiện giải trí khác như TV, smartphone, máy tính bảng. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là văn hóa đọc sách đã dần được hình thành trở lại trong cộng đồng, trong đó có những biến cố về dịch bệnh như dịch Covid-19. Mặc dù vậy, nguồn sách cũng như cách tiếp cận sách cũng chưa thực sự đáp ứng cho người đọc một cách hiệu quả. Bởi thực tế không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện và đủ thông tin để thường xuyên mua được những cuốn sách phù hợp. Tại các thư viện lớn ở thành thị, độc giả không khó để tìm kiếm những không gian phong phú sách để đọc. Thế nhưng với những nơi vùng sâu vùng xa và các vùng nông thôn, những vùng mà hoạt động văn hóa tinh thần trở nên hiếm hoi, thì việc hình thành những thư viện cộng đồng giúp người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, được tiếp cận với sách là vô cùng cần thiết. Mô hình thư viện cộng đồng đặt ngay tại trường tiểu học Mã Đà, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu là một ví dụ cho tính kịp thời và cần thiết đối với nhu cầu tiếp cận kiến thức qua sách báo của các em học sinh. Và mô hình này đã trở thành một hoạt động cần thiết bổ ích cho trẻ em khu vực này. Nói về đời sống tinh thần của các em, nhất là về cái việc được đọc, thì ở đây là do cái điều kiện mà phụ huynh thì là suốt ngày phải đi làm nương làm rẫy rồi đánh bắt trên ao hồ, mà cái khu vực mà từ điểm cây sung này để mà ra được đến khu vực thị trấn mà để được cho các em mua được những cuốn sách cuốn truyện là khá là xa, mà không thuận tiện cho các cháu mua được những cuốn sách cuốn truyện thiếu nhi hoặc là những cuốn sách mà các cháu yêu thích được. Thì mà bên cạnh đó thì cái mặc dù là thời buổi công nghệ 4.0 nhưng mà ở trong này khu vực sóng điện thì mới được lắp, rồi sóng wifi rất là yếu hoặc là cái đường truyền nó không có ổn định. Đến giáo viên thì công việc mà điện thoại, mà ngay cả các thầy cô ở nhà trường điện để liên hệ công tác với các thầy cô trong điểm này rất là khó. Do đó là mặc dù có công nghệ 4.0 đó nhưng mà cuộc cháu được tiếp cận với cái vật đọc là rất là khó. Cái việc lan tỏa văn hóa đọc như thế này thì là có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với những em học sinh, mà việc lan tỏa ở đây là mới lan tỏa dừng lại ở cái điểm lớp, điểm trường, sau đó là lan tỏa đến những cái bạn ở xung quanh bên ngoài, hoặc là đến lan tỏa đến quý phụ huynh. Mô hình thư viện cộng đồng của xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu được thiết kế tích hợp ngay tại nhà văn hóa cộng đồng xã. Sau một thời gian đi vào hoạt động, từ nhiều nguồn sách khác nhau, xã Tân Bình đã dần xây dựng nên một mô hình tủ sách cộng đồng với lượng đầu sách khá phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức và đọc sách của người dân. Định hướng của xã thì xuất phát từ những nhu cầu của dân. Thì định hướng của xã thì cũng xây dựng những cái đã xây ra ban hành ra quyết định thành lập ban điều hành, quyết định thành lập các chủ nhiệm của ngôi nhà trí tuệ và cũng đã xây dựng hoàn thiện cái quy chế hoạt động. Thì trong đó lồng ghép cái quỹ khuyến học khuyến tài của địa phương nằm trong đây và những quy chế chi tiêu nó là đã được góp ý của trong đảng quỹ cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã thống nhất để làm sao có một nguồn kinh phí nhất định làm sao để duy trì hoạt động, nhất là vận động của các nhà tài trợ, vận động của các đoàn thể, nhất là nhân dân. Bên cạnh đó, không kể đến hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều thể loại phù hợp với các lứa tuổi, hiện thư viện cộng đồng này còn có nhiều hoạt động bổ trợ để thu hút các em nhỏ và người dân đến thư viện thường xuyên. Từ đó tạo dựng thói quen đọc mỗi ngày và hình thành một không gian sinh hoạt cộng đồng cho địa phương. Có thể nói, đây là những mô hình mang ý nghĩa văn hóa giáo dục to lớn, góp phần lan tỏa tri thức, văn hóa đọc cho người dân ở các vùng nông thôn. Người dân ở mọi lứa tuổi sẽ được tiếp cận văn hóa đọc qua những cuốn sách mới nhất, đa dạng nhất về thể loại và mang đến giá trị tinh thần quý báu nhất. Hy vọng rằng mô hình này có thể lan tỏa tới tất cả các địa phương, bởi đây là những mô hình và cách làm hay và hiệu quả, tạo nên không gian văn hóa đọc cộng đồng rất cần được chung tay lan tỏa.